Hơn 16 giờ chiều nay, tại công trường xây dựng tuyến metro Nhổn ga Hà Nội đã xảy ra một vụ sập cần cầu. Chiếc cần cầu cao khoảng 10 mét bị bất ngờ đổ xuống, đè vào mặt tiền hai căn nhà ở địa chỉ 359 và 361 đường Cầu Giấy, Hà Nội. Cần cầu bị đổ đè vào phần mái của ngôi nhà khiến nhiều biển hiệu và phần mái nhà hư hỏng nặng. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, một đôi nam nữ đi xe máy bị chấn thương, 5 thanh niên bị xây sát. Một phụ nữ mang thai 8 ngã xuống đường khi đang đi xe máy do hoảng loạn và bị thương nhẹ. Theo người dân sinh sống ở gần đấy cho biết, khi chiếc cần cầu đổ xuống nên số lượng người lưu thông qua đây không nhiều. Tức là nhà mình ở gần đây thì mình nghe tiếng ầm một cái mất điện thì mình chạy ra thì coi mọi thứ đã là an bài rồi. Tức là có hai cái xe máy bị một cái đầu móc kia kìa, nằm kia kìa là đè xuống. Hai cái xe đổ và bị hư hỏng nhẹ. Người thì cũng chắc bị thương nhẹ, người vào đầu thì là người ta đưa đi viện luôn. Ở hiện trường thì chắc vẫn nguyên như thế này. Đèn đỏ thì lúc đấy thì có mấy người thôi. Có khoảng gần chục cái xe đi qua thì hai cái xe bị dính. Hai cái xe ra ngoài đi. Đi vào đúng lúc bắt đầu đổ xuống, bắt đầu cái dây cáp nó chăng. Thì mọi người thì nghe tiếng rầm một cái thì mọi người chạy ra thôi. Với cả nhá, hôm trước thì chị có đi qua thì chị thấy là cái máy chụp là máy quan phải không? Cái cục chụp máy quan là nó kiểu nó cảm giác như là nó họ cố gắng để họ ấy được nhưng mà không được, nó cứ đẩy lên. Thế xong họ cứ đứng họ để họ quan sát xem là có trục trặc gì không, nhưng mà thấy là cũng vẻ như có trục trặc. Tại hiện trường, dây cáp và móc của chiếc cần cầu bị đứt rơi xuống đường và vỉa hè. Những người dân sinh sống quanh khu vực này chưa hết bàng hoàng. Vụ việc xảy ra khiến tuyến đường Xuân Thủy, Cầu Giấy theo hướng về Cầu Giấy bị ùn tắc, đường Nguyễn Phong Sắc cũng trong tình trạng tương tự.